Nhâm nhâm nhâm. Nên nên nên. Mấy anh heo ơi, đào vàng với em cho vui nè. Miễn phí không tính tiền luôn. Có cây kiếm vàng thôi mà bị đặt chảnh. Ở đây vàng người ta xếp khối khối luôn nè. Ý, anh heo, anh heo ơi, anh heo. Anh heo, anh heo đi đâu đó. Em nè, em nè. Úi, úi, úi. Nè, nè, nè. Qua đây. Ôi, ôi, sao quýnh mình vậy? Đội nón vàng vô liền. Đó. Biết ngay mà. Ở trên người là phải có vàng thì anh mới chịu làm bạn. Nè, nè, nè. Em có vàng. Đó. Ui, ui, quay lại, quay lại. Đúng rồi. Ui, đây, đây, còn vàng anh ơi, từ từ. Anh này bị gì mà gấp dữ vậy ta? Đúng rồi, nhảy xuống cái hố đi, nhiều vàng lắm đó. Mấy này em không cần. Đúng rồi, cứ thông thả đổi nha, để em tìm thêm vàng cho nè. Wow, anh heo này chơi hơi kỳ nha. Ôi ôi, lấy vàng người ta chạy đi đâu đó, đổi đồ lại chứ. Ôi ôi, mình đổi nón vàng mà sao anh trai này quýnh mình vậy? Hình như là mình ít vàng hơn ảnh, ảnh ghét mình á. Còn cái ông nội vận động viên bóng chuyền này nữa, ngày nào cũng rủ chơi vậy. Chà, nấp rồi lèo lèo. Chờ xíu nhanh heo, nùng thêm vàng cho ảnh nè. Vàng nóng hổi, vừa thổi vừa đổi.